Kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi những thông tin cập nhật mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng điểm qua những diễn biến đáng chú ý sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Tổng thống Zelensky tuyên bố thành lập lực lượng chưa từng có trong quân đội Ukraine. Phát hiện chấn động, loạt quan chức Ukraine làm điệp viên cho Nga. Hamas phản hồi về đề xuất ngừng bắn. Mỹ nói Hamas đề xuất quá đáng. Mỹ-Nga khẩu chiến tại nghị trường Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Anh lên dây cót, chuẩn bị kịch bản xung đột với Nga. Mời quý vị cùng theo dõi những thông tin đáng chú ý liên quan đến trung tâm chiến sự Nga-Ukraine. Ngày 6 tháng 2, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã ra lệnh thành lập một nhánh riêng chưa từng có trong lực lượng vũ trang Ukraine mà ông nhấn mạnh là một phần quan trọng trong việc tiến hành cuộc chiến chống lại Liên bang Nga. Hãng tin Reuters dẫn phát biểu ngày 6 tháng 2 của Tổng thống Zelensky cho biết ông vừa ký sắc lệnh cho phép khởi động việc thành lập một nhánh riêng trong lực lượng vũ trang Ukraine, gọi tên là lực lượng hệ thống máy bay không người lái. Ông Zelensky cho biết nhờ máy bay không người lái, gọi tắt là UAV, Ukraine đã thay đổi tình hình an ninh ở Biển Đen. Máy bay không người lái cũng tỏ rõ hiệu quả trong việc ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga và hỗ trợ các cuộc phản công của lực lượng vũ trang Ukraine. Người đứng đầu nhà nước Ukraine nhấn mạnh, việc thành lập lực lượng hệ thống máy bay không người lái không phải là vấn đề của tương lai, mà là điều sẽ sớm mang lại kết quả cho nước này trong cuộc chiến chống lại các lực lượng Nga. Theo ông Zelensky, danh sách nhiệm vụ hiện tại rất rõ ràng, bao gồm các vị trí nhân viên làm việc với máy bay không người lái, các đơn vị đặc biệt, huấn luyện hiệu quả và hệ thống hóa kinh nghiệm sản xuất quy mô lớn, cũng như thu hút những ý tưởng giỏi nhất và các chuyên gia giỏi nhất cho lĩnh vực này. Trước đó, trong một cuộc họp báo ngày 19 tháng 12 năm 2023, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev sẽ làm mọi thứ để đạt được mục tiêu sản xuất 1 triệu máy bay không người lái vào năm 2024. Cơ quan an ninh Ukraine cho biết họ đã vô hiệu hóa một mạng lưới điệp viên hùng mạnh của cơ quan phản gián quân sự Nga FSB hoạt động tại Ukraine. Một hoạt động đặc biệt gồm nhiều giai đoạn ở các tỉnh khác nhau đã dẫn tới việc bắt giữ 5 thành viên của nhóm đặc vụ làm việc cho Nga. Trong số đó có các cựu quan chức của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine và Cơ quan Tình báo nước ngoài Ukraine, cũng như một nhân viên của Văn phòng Cơ quan An ninh khu vực. Các bị cáo vẫn giữ liên lạc với cùng một người điều hành, đó là một sĩ quan FSB hiện đang ở Crimea. Nhiệm vụ của mạng lưới đặc vụ này là chuyển thông tin tình báo về lực lượng phòng vệ và các cơ sở năng lượng quan trọng về mặt chiến lược của Ukraine cho Nga. Theo điều tra, một cựu sĩ quan thuộc Cơ quan Tình báo nước ngoài đã được an ninh Nga tuyển dụng trước chiến dịch quân sự đặc biệt, trong khi người này vẫn làm việc cho chính phủ Ukraine. Kể từ đó, anh ta đã thu thập thông tin về các vị trí tài sản quân sự Ukraine và sau ngày 24 tháng 2 năm 2022 là thông tin về các kênh mà qua đó vũ khí nước ngoài được chuyển đến Ukraine. Để giữ bí mật tối đa, bị cáo không gửi thông tin qua điện thoại. Anh ta đã chuyển dữ liệu cho cơ quan tình báo Nga bằng tay, thông qua một đồng phạm đã đi ra nước ngoài với tư cách là tình nguyện viên và đích thân báo cáo cho người của cơ quan mật vụ Nga. Hiện tại, 5 thành viên của mạng lưới đặc vụ Nga đã nhận được thông báo nghi ngờ về tội phản quốc. Họ đã bị bỏ tù và chờ xét xử. Trong một bài viết đăng trên Telegram ngày 6 tháng 2, nghị sĩ Alexei Goncharenko cho biết Tổng thống Zelensky dự định cách chức vị tướng cấp cao Valery Zaluzhny trong một vài ngày tới. Thông tin về việc cách chức tướng Zaluzhny đã được một số phương tiện truyền thông đưa tin vào tuần trước. Tuy nhiên, do bị báo chí dò dỉ thông tin, Tổng thống Zelensky dường như đã hoãn lại quyết định này. Tới ngày 4 tháng 1, Tổng thống Zelensky đã khẳng định sẽ thay thế tướng chỉ huy hàng đầu của mình và tiến hành một cuộc đại tu nghiêm túc về ban lãnh đạo đất nước. Theo nghị sĩ Alexei Goncharenko, song song với việc sa thải ông Zaluzhny, Tổng thống Ukraine có ý định sa thải tất cả các cấp phó của vị tướng này, bao gồm Evgeny Moisiuk, Nikolai Balan và Mikhail Zabrowski. Nghị sĩ Goncharenko gọi viễn cảnh sa thải tướng Zaluzhny là một sự xấu hổ và sai lầm đối với Tổng thống Zelensky. Trong khi nhà lãnh đạo Zelensky vẫn chưa nói rõ khi nào ông Zaluzhny sẽ bị cách chức. Một thành viên khác của Quốc hội Ukraine, Rada, nghị sĩ Evgeny Shevchenko, nói rằng vị chỉ huy này sẽ thôi giữ chức vụ của mình trong tuần này. Sau đó ông sẽ tới Vương quốc Anh để làm đại sứ Kiev. Nghị sĩ Shevchenko cho rằng vị trí mới như vậy được coi là một khoản lương hưu chính trị cho tướng Zaluzhny. Tiếp theo chương trình là một số thông tin cập nhật diễn biến đáng quan tâm tại chảo lửa Trung Đông. Phong trào Hồi giáo Hamas thông báo đã có phản hồi chính thức đề xuất thỏa thuận với Israel về việc ngừng bắn và phóng thích con tin ở dải Gaza. Trong tuyên bố phát đi ngày 6 tháng 2, Hamas cho biết nhóm đã hồi đáp với tinh thần tích cực, đảm bảo một lệnh ngừng bắn toàn diện và đầy đủ, chấm dứt hành vi gây hấn chống lại người dân Palestine, đảm bảo cứu trợ, nơi trú ẩn và tái thiết, dỡ bỏ việc bao vây ở dải Gaza
cũng như đặt thỏa thuận trao đổi tù nhân. Ghazi Hamed, một quan chức cấp cao của Hamas, chia sẻ với hãng tin Reuters rằng nhóm vũ trang này muốn Tel Aviv thả số lượng tù nhân Palestine nhiều nhất có thể khỏi các nhà tù ở Israel. Cuối ngày 6 tháng 2, Văn phòng Thủ tướng Israel thông báo các chi tiết phản hồi của Hamas đang được các quan chức tham gia quá trình đàm phán đánh giá kỹ lưỡng. Trong chuyến công du chấp nhoáng ở Trung Đông, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết ông sẽ thảo luận về phản ứng của Hamas với các quan chức Israel khi đến thăm nước này vào ngày 7 tháng 2. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Joe Biden mô tả hồi đáp của Hamas hơi quá đáng, dù không tiết lộ thêm chi tiết. Lực lượng phòng vệ Israel, IDF, thông báo đã tìm thấy một áo vest của nhân viên Liên Hợp Quốc và một khẩu súng trong lúc lục soát một ngôi nhà khả nghi ở Khan Yunis, miền Nam Gaza. Lực lượng này cho hay, sĩ quan của đơn vị đã phát hiện một khẩu súng máy loại PK được phong trào Hồi giáo Hamas sử dụng trong tủ quần áo khi đang rà soát một phòng ngủ. Đại diện Liên Hợp Quốc vẫn chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên. Tình báo Israel cáo buộc 12 nhân viên thuộc cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine của Liên Hợp Quốc ở Gaza đã tham gia vụ đột kích của Hamas vào lãnh thổ nước này ngày 7 tháng 10 năm 2023, khiến gần 1.200 người thiệt mạng và khoảng 200 người khác bị bắt giữ làm con tin. Các nước tài trợ cho tổ chức này, bao gồm cả Mỹ, đã tạm dừng hoạt động này để chờ điều tra. Xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Các đại diện Mỹ và Nga đã đụng độ dữ dội tại cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Triều Tiên và tên lửa Patriot được sử dụng trong cuộc xung đột ở Ukraine. Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an hôm 6 tháng 2, Phó đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Robert Wood cáo buộc cho đến nay, các lực lượng Moscow đã phóng tên lửa đạn đạo do Triều Tiên cung cấp ít nhất 9 lần. Ông Wood cho rằng Nga và Triều Tiên cần phải chịu trách nhiệm về những hành động làm suy yếu các nghĩa vụ theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Tuy nhiên, cả Moscow và Bình Nhưỡng đều đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc của Washington. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia cũng buộc tội Mỹ là đồng phạm trực tiếp trong vụ bắn rơi máy bay vận tải quân sự IL-76 của Nga vào ngày 24 tháng 1 vừa qua, khiến cả 74 người có mặt trên máy bay, gồm cả 65 tù binh Ukraine thiệt mạng. Moscow đổ lỗi vụ việc do quân đội Ukraine gây ra. Nhà ngoại giao cấp cao của Ukraine tại Liên Hợp Quốc Serhiy Dvornik đã bác bỏ cáo buộc của Nga, đồng thời tố ngược nước láng giềng lợi dụng Hội đồng Bảo an để lan truyền tin giả. Trong khi đó, ông Wood thừa nhận Mỹ không thể xác minh thông tin một cách độc lập, đồng thời bày tỏ đau buồn về thương vong của dân thường. Trong cuộc phỏng vấn với Sky News tuần này, Thủ tướng Rishi Sunak tuyên bố Anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho khả năng xảy ra xung đột với Nga. Khi được hỏi liệu Anh có sẵn sàng phòng vệ nếu bị Nga tấn công hay không, Thủ tướng Sunak không ngần ngại gật đầu về khả năng này. Ông Sunak nhắc lại rằng, với tư cách Bộ trưởng Tài chính Anh trong giai đoạn 2020-2022, ông đã tăng ngân sách cho Bộ Quốc phòng lên mức cao nhất kể từ chiến tranh lạnh, và các lực lượng vũ trang phải quyết định cách phân bổ khoản tiền này cho hoạt động phòng vệ. Trước đó, các thành viên Quốc hội Anh đã trình bày một báo cáo, trong đó cảnh báo lực lượng vũ trang Anh chưa sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh cường độ cao trong thời kỳ bất ổn toàn cầu gia tăng. Các vấn đề liên quan đến việc tuyển quân và giữ chân quân nhân được nhấn mạnh. Điều này đặt ra câu hỏi về mức độ sẵn sàng của lực lượng vũ trang Anh trong việc phòng vệ hiệu quả. Tổng tham mưu trưởng quân đội Anh, tướng Patrick Sander, ngày 24 tháng 1 nói rằng Anh phải khẩn trương mở rộng quy mô quân đội lên khoảng 120.000 quân trong vòng 3 năm, gần như tăng gấp đôi so với lực lượng chưa đầy 76.000 quân hiện tại. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Greg Sapp cũng cho biết nước này phải chuẩn bị cho một cuộc chiến toàn diện với Nga, Trung Quốc, Iran và Triều Tiên. Đồng thời nói rằng chi tiêu quân sự sẽ tăng vượt mục tiêu hiện tại là 2,5% GDP để đối phó với các mối đe dọa hiện hữu này. Ngày 6 tháng 2, Tòa phúc thẩm Liên bang Mỹ đã ra phán quyết rằng cựu Tổng thống Donald Trump không được hưởng quyền miễn trừ truy tố đối với các cáo buộc rằng ông âm mưu lật ngược kết quả bầu cử trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020. Phán quyết này làm gia tăng khả năng ông Trump sẽ phải đối mặt với một phiên tòa hình sự chưa từng có. Một hội đồng gồm 3 thẩm phán của Tòa phúc thẩm cấp quận Columbia đã bác bỏ tuyên bố của ông Trump rằng ông không thể bị truy tố vì các cáo buộc liên quan đến trách nhiệm chính thức của ông với tư cách là Tổng thống. Hội đồng thẩm phán khẳng định, vì mục đích của vụ án hình sự này, cựu Tổng thống Trump đã trở thành công dân Trump. Ông không được hưởng bất kỳ quyền miễn trừ hành pháp nào trong cuộc truy tố này. Theo giới chuyên gia, ông Trump gần như chắc chắn sẽ kháng cáo phán quyết trên. Vụ việc sẽ được tạm dừng cho đến ít nhất ngày 12 tháng 2 để ông Trump có thời gian kháng cáo lên tòa án tối cao. Các luật sư của ông Trump lập luận rằng các cựu tổng thống có quyền nhận được sự bảo vệ pháp lý sâu rộng và không thể bị truy tố hình sự vì các hành động chính thức, trừ khi bị Hạ viện luận tội và bị Thượng viện bãi nhiệm. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn nút subscribe kênh để không bỏ lỡ những tin tức nóng hổi được cập nhật liên tục theo thời gian thực. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.